Em chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 15 tháng 6, em lên video để em có một ít cần cần hê chi cô nhé, cần hê chi câu bè. Với lại ít cần hai khúc, ba khúc. Lời đầu tiên thì em cũng xin chúc sức khỏe toàn thể các bác, chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn an khang. Giá em báo đây là chưa phí ship các bác nhé, phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn, em ship code toàn quốc. Các bác kiểm, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán. Rất mong các bác bấm một cái nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Thì các bác chốt cái nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285, kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Và sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã số 1. Mã số 1 chỗ này em có một nắm chè trúc. Ở chỗ này nó có hai cây cần che gấp khúc này. Đấy, hai cây cần che gấp khúc, một cái và một cái gác cần nhé. Với lại hai cái khúc che nó để làm gì nữa thì không biết. Đây là cái gác cần này. Đấy, cái gác cần này nó cũng là ráp khúc thôi nhé. Gác cần này cũng ráp khúc luôn. Đấy, đằng đuôi thì nó có cái lỗ như này để các bác cắm cái cắm cái chân vào đây. Đây cái đầu của nó gác bằng, đây cái đầu này nó bằng gỗ các bác nhá. Cái này thì thật sự là chỉ có khi là chỉ dùng cho những cái cần nhỏ thôi, những cần nhỏ mà nó dài tầm khoảng tầm 5 mét đổ lại. Chứ còn nếu mà các bác gác những cái cần 7-8 mét thì chắc là không gác được cái này đâu. Rất thẳng thôi nhá. Cái này là dạng như kiểu họ đã nắn rồi ấy. Chè trúc rất đẹp. Cái này là trúc thật thôi nhá. Chỗ này cuốn mây này. Đây chỗ này cuốn mây nhá. Nó cuốn mây hết các đầu nối này. Đây. Rất đẹp luôn. Cái này nó dài 1m7 đấy. Cái này nó dài 1m7. Đấy, nối vào này nó dài 1m7. Thì rút ra thì nó dài tầm mét. Đấy, còn hai cái này là hai cái cần này. Hai cái cần tre các bác nhé. Một cái này thì cái đọt nó bị gãy rồi này. Đấy, một cái thì cái đọt nó gãy, có về các bác có thể vót cái tre khác, các bác làm cái đọt nhé. Đây, đây cái đọt này nó cũng bằng tre, tre trúc, ráp khúc nhé. Đây là hai cái cần. Nó dài tầm 2m rưỡi, 2m7 đấy. Đấy. Cái này em ráp vào hết rồi các bác nhé. Ráp vào là nó ok hết. Hai cái nhưng mà em không đo, nhưng nó dài khoảng tầm độ 2m rưỡi đến 2m7 một cái. Đây là hai cần tre này. Hai cái cần này thì nhìn nó hơi cũ rồi. Về các bác có thể xử lý bóng, phun bóng nhưng biết lại. Đấy, còn đây là hai khúc tre nhé. Hai khúc tre này rất thẳng luôn. Một cái thì nó có cái cán cầm này. Cái này thì nó như thế này nhé. Hai cái này thì không biết là nó, chắc là nó rác. Cái này là đồ dạng kiểu đồ rác, nó nhặt về chứ em thấy là nó không lắp được vào cái gì cả. Đấy, về các bác có thể tự chế cháo cái gác cần hoặc là cái gì nhé. Đấy, như cái thanh này, như hai cái thanh này thì các bác chỉ cần kiếm một cái đầu ra chặt cái ngạc cây như thế này này. Đây này, cái đầu này nó là cái ngạc cây này, xong nó cắm vào cái lỗ kia là được, là thành cái gác cần ấy. Đấy, cả nắm này em bán 300.000 quá nhá, 300k, mã C1 nhé. Đấy, C1 cả cái mớ này nhé, 300k nhé, phí ship 40.000. Cái này em nói rõ nó là
cần che có nhá. Một cái thì nó bị hỏng đọt rồi, một cái thì cái đọt thì vẫn ok này. Về cho các bác cầu dù đồng biết cầu tốt. Mã C1 300.000. Tiếp theo mã C2. Mã C2 đây có cây cần Hechi quá nhé. Cầu bè. Cây này nó cứng 15, dài 2m1 này. Hàng của Alpha Tucker. Hàng Alpha Tucker. Cây này nó có hai ngọn luôn nhé, hai ngọn nhưng mà nó lại là hai màu. Cái đồ này thì ở bên kia nó gửi về nó đã bó vào hai cái ngọn này vào một cái cây này thôi nhé. Ráp tiếp vào là ok hết, không có dơ dão gì nhé. Nó có hai ngọn nhưng mà nó lại là hai màu khác nhau. Một cái thì chắc là nó dùng cho máy đứng này, một cái nó dùng máy ngang này, cái khoen dày này nó dùng máy ngang này. Cái khoen thưa này nó dùng máy đứng này. Chúng thấy có một cái đọt đỏ này. Đây cái đọt đỏ này, cái khoen này nó đi lại này. Đấy. Khoen này đi lại cái chân nhé. Và màu nó cũng khác luôn. Sứ này màu trắng. Còn cái sứ này màu đen. Nó lai một cái khoen này. Cây này hai đọt và 2m1, nó cứng 15 nhé. Nó ghi đây là cứng 15 này. Hàng carbon quá. Cần carbon. Quen phát Fuji. Cây này thì mã C2, gốc của nó 22. Gốc 22, cái ngọn nhỏ của nó 1 ly 4, ngọn to của nó 1 ly 9. Cây này có cây này có giá 500.000 thôi. Cây này giá 500.000. Tiếp theo mã C3. C3 đây cây Ryobi quá nhé. Ryobi. Cây này dài 1m8, cứng 20 này. Các món tích cần thì còn khá đẹp. Dài 1m8, cứng 20. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc. Cái chỗ này là cái chỗ sơn nhám các bác nhé. Chỗ sơn nhám thì cầm nó đỡ trơn ấy. Nó có hơi sờn chút này. Nó có hơi sờn cái lớp sơn nhám này nhé. Nó không bị xước vào. Nó không bị xước vào thân mấy đâu các bác nhé. Gọi là xước chút xíu vào thân. Chỗ này ấy, nó kê vào cái gác cần. Còn lại thì là trên những cái lóng cái thân cần này thì còn rất đẹp này. Quen pad Fuji. Dài 1m8, cứng 20. Cây này mã C3, gốc 24 này, ngọn 1 ly 3. Nặng 136 g nhé. À đúng, 130 g, 130 g. Cây này có giá 560.000. 560.000. Mấy này hò quá, đầu hết họng. Này nắng trời. Trời nắng nóng uống nước đá nhiều. Tiếp theo mã C4. C4 cây này dài 2m1. Đấy, cây này thì trên cần không thấy nó ghi cái gì cả ấy. Đấy, trần trụi luôn, chả có ghi cái gì. Quen pad Fuji nhé. Pad thì có cái bọc nhựa này, chống chảy chân máy này. Đấy, cây này dài 2m1. Cây này nó cứng khoảng tầm 20. Cây này nó cứng 20 quá nhé. Đấy, carbon xoắn nhé. Cây này thì nó màu tím. Đấy, màu tím, tím hơi xanh xanh nhưng không phải tím hẳn. Đấy, carbon xoắn này. Đấy, quen pad Fuji nhé. Ngoại hình nó còn khá đẹp nhé.
Mình còn khá đẹp, không có vết chảy nào lớn nhé, không có vết nào chảy lớn cả. Có cái này nó hơi bị xỉn xỉn một chút này, cái vòng sắt này, cái chỗ này nó hơi xỉn chút nhé. Cái cây này mã C4, gốc 24 này, ngọn 1 ly 8, nặng 120 g. Cây này có giá 500.000. Cây này có giá 500. Tiếp theo mã C5. Ôi trời. Đây. C5 đó nhá, cây này hàng của Shimano. Cây này Shimano. Cứng 15, dài 2,1 m. Nó là cây cần Hechi Kobe. Pat Fuji Chilert này. LS6. Quen Fuji thôi nhé. Quen Fuji. Cái này nó cứng 15, dài 2,1 m này. Cái này cái đầu bu của nó thiết kế như này các bác nhé, không phải bị gãy đầu nữa. Không phải bị gãy đọt. Đấy, nó thiết kế như này nhé. Cây này vẫn dài đủ 2,1 m, không thiếu phần nào các nhé. Đấy, mới đầu nhìn thế này thì em tưởng là nó bị gãy đọt, nhưng mà không phải gãy đọt nhé, nó vẫn dài đủ 2,1 m, không thiếu 1 cm nào luôn. Những cây này thì sản xuất ở tại Trung Quốc. Cây này Shimano sản xuất ở Trung Quốc nhé. Hàng thì còn cần thì còn khá là đẹp, những cái chỗ này nó bám bẩn này. Bám bẩn, bám cái keo gì cạo cạo nó đi. Cây này mã C5, gốc 21 này, ngọn 1 ly 3, nặng 115 g. Cây C5 này có giá 560.000. 560.000 cần Shimano. Tiếp theo mã C6. C6 đây có cây hàng nội địa này, carbon CG. Cây này thì còn rất là sáng đẹp luôn này. Đây, carbon nhìn rất là sáng đẹp như vậy nhé. Cái này bu xích luôn, bu xích. Đấy, như cái lóng này, cái lóng trên này của nó vẫn còn rất là sáng đẹp. Cây này thì nó không thấy có chảy quá nhé. Đấy, cái cán gỗ của nó vẫn còn rất là đẹp này. Cái bảng gỗ của nó còn rất là đẹp. Có cái keo chỗ này nó hơi bị phồng keo ấy. Cái này nó phồng keo nhé, không phải là nổ nhé. Nó không bị bong hẳn ra ấy, nó chỉ phồng lên, phồng cái lớp keo phủ ấy. Keo phủ của cái vào bát này nó không ảnh hưởng gì đâu ấy. Quen Pat Fuji, quen Pat Fuji này, có quen cái phản quang đó nhé. Cái quen này cũng là quen phản quang này. Nó có 3 quen phản quang. Bên trên nó quen đen. Cái đầu bu thì bu xích. Cây này mã C6. Gốc 29, à gốc 19 nhé. Gốc 19. Ngọn của nó 1 ly. Ngọn ly mấy? Ngọn 1 ly 1 thôi nhé. Cây này thì nó cứng, nó ghi đây là cứng 10-20 này. Cây này thấy có một đọt thôi, cái đọt nhỏ này chắc là cứng 10.
không không thấy có đọt lớn quá, mới về nó chỉ có một đọt này thôi. Cái này mã C6 nặng 130 g, cái này có giá 650.000, 650.000, cần thì còn rất là đẹp luôn. Tiếp theo mã C7, C7 cây Daiwa keo la, Daiwa keo la carbon, cái chỗ này nó dính keo, dính dạng như kiểu keo 502 ấy, kiểu nó vào cái nó vào thêm một cái bát này, trên này nó vào thêm một cái bát, dưới này có một cái bát này. Ở dưới này có một cái bát, trên này nó vào thêm một cái bát nữa, không biết là nó để làm gì không? Có thể là nó để nó gắn cái đồng hồ đo giây ở đây, hoặc là có thể là nó gắn máy cao lên đây thôi nhé, bởi vì cái bát dưới này thấp, bát dưới này từ gốc lên khoảng tầm 25, thấy nó gắn thêm một cái bát đây thì không biết là để nó gắn đồng hồ đo giây hay là nó để nó gắn máy lên đây thì em không rõ nhé. Cái này là nó này ở bên kia nó chế thêm rồi, nó chế thêm cái bát này, trải qua keo la hàng nội địa ấy, xoắn keo la đó nhé. Để em dùng ánh điện quay buổi tối thì nó xoắn keo la chìm này, thì nó không được rõ lắm, nhưng mà ban ngày nhìn nó rất là rõ cái xoắn keo la luôn. Đây này, cái gân nó cũng có nổi nhưng mà cái gân nó lại nằm bên trong. Đấy, nó xoắn lên đến tận ngọn luôn ấy. À đâu, xoắn lên đến cái tháp này. Đọt này đọt tháp. Đấy, trên này màu đen. Đây này, nó xoắn này. Xoắn ích luôn ấy. Xoắn ích hai da nổi gân. Nổi gân. Nhưng mà cái gân này nó màu hơi vàng vàng. Nó lại không... cái màu nó lại không không nổi hẳn so với cái cần. Cái cần thì nó màu hơi nâu nâu, còn cái gân thì nó màu nó vàng nhạt nhạt. Cây này nó cứng khoảng tầm 15. Ở đây cứng 15 này. Nó ở trong chỗ cái bát này, nó ghi đây là cứng 15 này, dài 2m1 đúng không ấy. Cứng 15 dài 2m1, quen bát Fuji. Cả hai cái khoen đều là khoen Fuji luôn này. Cả hai cái pad đều là pad Fuji. Khoen thì Fuji có ba cái khoen phản quang. Các bác không thích cái pad này về các bác có thể tháo ra nhé. Cây này mã C7 gốc 20. Gốc 20 ngọn 1 ly 2, nặng 125 g. Cái này có giá 800.000. C8 nó cũng một cây giống cây C7 thôi. Hai cây giống hệt nhau luôn. Đều dài 2m1, cứng 15. Đấy, nó cũng vào thêm bát. Cái này chắc là của một thằng chủ đây. Cái này chắc là của một thằng chủ nó dùng. Nó cũng vào thêm một cái bát nhé, cần thì còn đẹp nữa nhé, không có chảy xước gì nhé, cần thì không thấy có chảy xước gì đâu, rất là bóng đẹp luôn. Cây này cũng thế, gốc 20 ngọn 1 ly 2, nặng 125 g. Cây này mã C8 có giá 800.000. Tiếp theo mã C10, C10 cây PowerMet, Daiwa PowerMet này. Daiwa PowerMet xoắn X2 da. Phôi xoắn X2 da. Xoắn X2 da chìm này. Đấy, ngọn nó. Quen pad Fuji quá nhé. Quen pad Fuji. Đâu? Cái pad này pad Daiwa. Pad titanium của Daiwa đó nhé.
pha titanium nhé. Những cây này hàng nội địa thôi. Carbon Whisker này, Power Mat. Cây này dài 2m4. 2 này, 40 này. 240. Cây này dài 2m40, 2 ngọn. Nó cứng khoảng 15 ấy. Nó cứng khoảng 15. Quen Fuji sứ xám. Cây này thì gốc 22, ngọn 1,4 ly. Nó nặng 130 g. Cây này mã C9. C9 cái này có giá 1 triệu ấy. 1 triệu. Dài 2m4. Dùng cho các bác câu bè, câu mực, câu biển. Câu tôm được. Tiếp theo mã C10. C10 này có cây Ryubi Alet. Cây này cứng 80, dài 1m8. Cứng 80, dài 1m8, khoan pad Fuji. Cây này còn rất là đẹp quá nhé, không thấy có vết xước nào nhé. Không thấy có vết xước, không thấy có vết chảy nào luôn. Hàng cây này thì sản xuất ở Hàn Quốc à. Made in Korea. Cần còn rất là đẹp, không thấy có vết xước nào. Cán mút cứng 80, giống như các bác câu trên thuyền. Dài có 1m8. Thấy cây này mã C10. Gốc của nó 35. Gốc mút này 35 ấy. Ngọn của nó 2 ly 2, nó nặng 245 g. Đây, cây mã C10 nó có giá 700.000. 700.000. Mấy này nó đau họng quá. Tiếp theo mã C11. C11 ở đây cũng có cây đai hoa nhé, cây hai khúc. Đai hoa tắc hưu. Đai hoa tắc hưu V. Dài 2m7. Cây này thì nó cứng khoảng tầm 30 thôi nhé. Cứng 30 dùng cho các bác có thể lua gành nhô biết được này. Cây này nó dùng cho máy ngang. Dùng cho máy ngang để khoen cái của nó nhỏ. Dùng cho bác lua gành nó biết ok. Độ cứng của nó thì chắc tầm ngang ngang với tầm MH. Bởi vì em đang lua một cây MH như thì nó cũng, em thấy nó cứng cứng tầm ngang với cây này. Cây này nó tải mồi nó tầm cỡ tầm 50-60 g. Cái này dùng cho các bác lua máy ngang nhé, để lua gành lua ghiếc. Dài 2m7 nhé, đủ 2m7, không thiếu hụt phân nào ấy nhé. Cái này cái ngọn nó làm ngắn hơn quá nhá. Ngọn nó làm ngắn hơn nhá. Không phải là nó bị hụt quá nhá. Nó dài đủ 2m7 luôn, không thiếu một cm nào luôn. Cây này thì pad Fuji này. Cái chỗ này nó hơi bị rỉ sét chút thôi nhá. Đây này. Đấy, cái chỗ cái vành sắt này nó hơi bị rỉ sét chút nhá. Cây này thì quen Fuji Six. Quen Fuji Six. Rất là bóng luôn.
Cái này dùng cho các bác có thể lua gành nếu ghép ok. Cây này thì nó sản xuất ở China. Đấy, Taiwan sản xuất ở China nhé, Trung Quốc. Nó là cần Taiwan các bác nhá, không phải hàng tào lao nhá. Phát Fuji khoen phui xích nhé. Cây này thì còn khá đẹp. Đấy, nó chỉ có mỗi cái chỗ này nó bị xét xét chút này. Còn lại cần không có chảy xước nhiều ấy. Trên thân cần không thấy có chảy luôn đấy. Còn rất đẹp luôn này. Không thấy có chảy xước gì đây. Mỗi chỗ này chảy chí xíu đây. Mỗi chỗ này xước chút đây. Xước chút. Cây này mã C11, gốc 22, ngọn 2 ly. Nó nặng 200 g. Nặng 200 g nó còn nhẹ hơn cái cây MH của em luôn. Cây MH của em dài 2m7. À dài đúng rồi, dài 2m7. Nặng 240 g. Cây này mã C11 nó có giá 740.000. 740.000. Tiếp theo mã C12. C12 đây có cây hàng của Suzumi. Suzumi cây này sản xuất tại Hàn Quốc. Khoen xích. Khoen phui xích. Khoen phui xích bát hãng. Bát hãng Suzumi. Cây này còn khá đẹp, không thể có chảy xước. Cần còn đẹp ấy, không thể có chảy xước. Cây này thì độ cứng của nó cây này nó dài 2m1. Đấy, mốt cây này nó cứng khoảng tầm 50 thôi. Cây này cứng khoảng tầm 50, đọt tháp này. Đọt tháp, thường những cái đọt tháp này nó rất là cứng. Mặc dù nó nhỏ, mặc dù cái ngọn nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là cứng, nó cứng hơn những cái đọt thường rất là nhiều. Cây này nó cứng tầm 80. Cây này nó cứng tầm 80. Nó ghi ở đây dài 2m1 sao nó dài thế nhỉ. À đúng, dài 2m1. Nhìn rõ là dài, không có 2m1. Cây này nó cứng khoảng tầm 80, hàng Suzumi sản xuất ở Hàn Quốc. Đấy, cần thì còn rất đẹp luôn, không thấy có chảy xước gì, màu đen. Tắt khoen thì khoen phui xích. Cây này mã C12, gốc của nó 33 nhé, ngọn 2,2 ly. Cây này nó nặng 270 g. 270 g. Nó nặng nặng 270 g. Cây này mã C12 nhé. C12 cây này có giá 650.000. 650.000. Tiếp theo C13. C13 cây này cây Shimano ấy. Shimano còn nguyên cả cái bọc cuốn cần Shimano.
cây này nó dài 2m25. Nó ghi dài 2m25. Cây này thì sản xuất ở đâu nhỉ? Chả thấy nó ghi sản xuất đâu nhỉ? Cây này Pat Fuji này, khoen lá Fuji xích không ấy, khoen lá Fuji xích này dùng cho bác câu máy ngang, các bác lùa gành nó ghét được, khá là cứng. Cây này nó cứng tầm 80, nó rất là cứng luôn. Cái đọt của nó tháp đấy, đọt tháp này. Đấy, nó từ chỗ này xuống đến chỗ cái đoạn lóng, đến gốc lóng này nó chỉ nhỏ hơn một chút xíu thôi, nhưng nó bắt đầu nó thuôn từ chỗ này xuống đấy. Đấy, này đây con nhìn từ chỗ này nó rất là to, nhưng mà từ chỗ này rất to, nhưng mà xuống đến đây lên đến ngọn thì lại rất nhỏ ấy. Đấy, cây này thì nó chỉ cong tí đoạn ngọn thôi đấy. Nó không cong cả cần luôn nhé. Này các bác câu kéo cá thì nó chỉ cong tí cái ngọn này, này. Đấy. Còn thân trong này rất là cứng, cong tí cái ngọn này thôi. Dùng cây này nó dùng các bác câu câu kiểu gì không biết, lùa gành đuối ghét. Cây này có bự quá không? Cây này thì nó nặng 270g thôi nhé, 270g. Mình nghĩ các bác lùa gành đuối ghét, lùa biển lùa tốt. Đấy, quen phui xích, quen lá phui xích dài 2m25 này. Mã co mã cốt đầy đủ nhé. Cây này có cái chỗ này nó hơi bị oxy hóa chút này, chỗ này nó hơi bị oxy hóa chút thôi, nó oxy hóa cái lớp xi mạ này. Nhưng thực ra cái ở bên trong này nó bằng nhựa nhé, nó không phải bằng sắt thôi. Pat Fuji cần thì còn khá đẹp, có chảy xước một ít thôi. Mỗi cái cán này nó hơi bẩn chút này, này. Cái cán này nó hơi bẩn chút này. Cần thì nó chảy có xước vài điểm, nhưng mà xước rất nhẹ, phải phẩy lông mèo. Đấy, đọt tháp rất là hầm hố. Cần thì bên trong rất cứng, chỉ cong thấy cong mỗi cái ngọn này. Rất là nảy luôn. Cây này mã C13, gốc của nó 20, gốc của nó 33 này, ngọn nó 21. Nó nặng 270g nhé. Cây này nó cứng tầm 80 thôi nhỉ. Cây này mã C13 có giá 800.000. Tiếp theo mã C14. C14 cây này là cây Daiwa Hodolock. Cây Daiwa Hodolock các bác nhá. Cây này thì nó xoắn ích từ gốc lên tận ngọn luôn, lên đến tận cái đầu bu luôn. Nó xoắn ích từ gốc lên đến tận đầu bu luôn. Cây này thì nó cứng 30, dài 2m7. Cứng 30, dài 2m7. Cây này thì ngoại hình nó còn đẹp quá nhé, không thì có chảy xước. Những cái chỗ dưới này là nó bám, nó dính cái gì vào đây này. Đấy, lấy móng tay cạo cạo nó đi thôi. Không biết nó dính bám cái gì rồi. Chứ không phải bị chảy đúng không nhé, không phải chảy nổ sơn vô nhé. Đây. Bám bẩn. Đấy, mấy cái cây này thì hầu như cây nào cũng thấy nó sản xuất ở Taiwan luôn này. Em có mấy cây, 3-4 cây từ nọ này đều là sản xuất ở Taiwan hết này. Super Daiwa Hodolock, khoen Pat Fuji, khoen Pat Fuji cứng 30, dài 2m7. Dùng cho bác câu ngâm, câu lăng xê. Nhìn thì nó xoắn thì bao đẹp rồi, xoắn ích tận ngọn luôn.
Cây này mã C14 thôi. C14, cây này gốc của 26. Ngọn 2 ly rưỡi, nặng 370 g. Cây này có giá 850 nghìn. Tiếp theo mã C15. C15 đây có cây keo la carbon Kenzaki. Cây này cứng 200, dài 2,4 m, dùng cho các bác câu biển, câu trên thuyền. Nói chung là săn hàng cá lớn. Cây này thì chỗ này nó hơi bị chày các bác nhé, nó hơi chày xước rồi. Chỗ cái lưng rồi. Nó hơi bị chày xước rồi. Đấy, còn lại thì những chỗ khác thì nó đẹp, nó bị mỗi chỗ đấy thôi. Đấy, quen thì phản quang, quen quen phản quang, quen Fuji, Pat Fuji, quen Pat Fuji. Cán gỗ có cái chỗ này nó như kiểu bị dán nhấm với con này. Đây. Chỗ này như kiểu bị dán nhấm ấy nhá. Mà một chút xíu chỗ cái mút này, chút xíu chỗ cái mút này. Đấy. Cứng 200, dài 2,40 m, ngoại hình khá, có chày xước chút ở chỗ này. Đấy, chày có cái chày chỗ này nhá. Cây này mã C15. C15 gốc của nó em đo được cái chỗ to nhất này là 33 các bác nhé. Gốc của chỗ này là 33 này. Ngọn nó 4 ly 7. Nó nặng 490 g. Cây này có giá 1 triệu 650 nghìn nhé. 1 triệu 650 nghìn. Spencer model cái gì gì đây. Spencer này là hàng cao cấp này. Đấy, xoắn keo la thì nhìn thì phê không? Cây này có giá 1 triệu 650 nghìn, mã C15. Tiếp theo mã C16. C16 hôm đây có cây hàng của Suzumi. Đấy, hàng Suzumi nhé, nó ghi là Honda Post này. Cái cây này thì nó là cái cây Abicon đúng không nhé. Tên của nó là Abicon. Đấy, nó có cái tên chỗ này nhưng chắc là nó bị chóc cái tên rồi. Nó không bị chảy các bác nhé. Chỗ này để kể cả lưng này nó cũng không 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 bị chảy nhé. Cần thì còn rất mới đẹp. Còn nó không thấy cái tên của nó đâu. Spencer Multi Met này, xoắn X này. Đấy, Met là dạng kiểu Met, nó là xoắn X. Cái này xoắn X nổi gân luôn ấy. Nick nổi gần Spencer hàng cao cấp này. Cây này cứng 150, dài 2,7 m. 150, dài 2,7 m. Quen Pat Fuji, quen thì quen biển. Đấy, dàn quen biển nữa nhé. Dàn quen biển. Đây, quen cái của nó nhìn rất là mố luôn. Dòng này dùng cho các bác đánh bạo lực. Cái này khi câu tra được, đánh tra đánh trước cứng 150 cơ mà, đánh bạo lực luôn, không cần gì suy nghĩ gì. Cây này thì Suzumi chắc là sản xuất ở Hàn Quốc rồi. Ngoại hình cũng còn khá đẹp, có vài vết xước nhẹ nhẹ đấy ở cái lóng trên nữa này. Đấy, chỗ này xước nhẹ và cái xước ở đây. Cây này thì thông số của nó
gốc 26, ngọn của nó 3 ly 8. Nó nặng 485, 1,1 triệu, mã C16. Cứng 150. Giá 1,1 triệu. Tiếp theo mã C17. C17 đây có cây 3 khúc không ấy. 3 khúc, cây này cứng 50. Dài 3 mét. 50 dài 3 mét, cây này các bác có thể lùa gành được luôn. Mặc dù nó hơi nặng chút, các bác có thể lùa gành lùa ghép được nhé. Cái này khoen lá, khoen lá Fuji Xích. Một dàn khoen lá Fuji Xích. Pat Fuji. Cái cần thì còn khá đẹp, có xước nhưng mà ít. Vài vết xước kiểu. Còn mỗi chỗ này là nó bị chảy chảy cái sơn đấy thôi. Có chỗ này nó bị chảy chảy cái sơn đấy. Dạng kiểu họ câu họ chắc để nó cọ sát hoặc cái gì đấy. Cái này hàng Nissin nhé. Hàng Nissin nhé, không phải hàng vớ bẩn. Super Kensai. Dài 3 mét, cứng 50. Cái này dùng nó bác có thể lua gành lua ghép được. Khoen lá Fuji Xích. Cây này mã C17, gốc 21, ngọn 2 ly 3, nặng 320 g. Nặng 320 g. Cây này có giá 1 triệu ấy. Cây này có giá 1 triệu. Tiếp theo mã C18. C18 đây có cây cần dây trong. Cây cần dây trong cứng 50, dài 3m6. Cây này là cây Shimano Chiton. Shimano Chiton XL ấy. Nguyên bản. Cây này thì cái chỗ cái vòng nhôm này nó bị oxy hóa các bác nhé. Đấy, nó bị oxy hóa nứt ra luôn. Oxy hóa nứt ra luôn nhé. Cái chỗ này nó bị oxy hóa này. Bay mất miếng ấy. Cái miếng nhôm ấy. Cái miếng của cái vành nhôm này lại sứt mất miếng đây. Đấy, cái này về thực tế ra cái này có thể xử lý nó cũng dễ, bọc phát cái màng co vào kín cái chỗ này đi là được. Đấy, Shimano Chiton. Còn cái phôi bên trên này của nó còn rất đẹp ấy. Phôi bên trên này không có chảy xước gì luôn này. Phôi trên này không có chảy trước ấy, cần dây trong. Khoen thì xứ Xích. Phôi nó lên ấy. Phôi này. Đấy, phôi trong còn rất đẹp luôn. Đá chứ còn đủ. Phôi trong còn rất đẹp, không có chảy xước gì đấy. Cái chỗ này nó có để cho mình dạng như kiểu cái kính ấy, để mình nhìn xuyên vào trong để lùa dây ấy. Để luồn dây ấy. Quen Xích, xứ Xích, Chi Tôn. Đấy, cây này thì nó cái chỗ này nó xấu quá nhé, cái gốc này nó bị oxy hóa chỗ này nhé, cái chỗ này nhé. Bán giá cho các bác về thì về các bác tự xử lý cái này nhé. Các bác có thể tiện một cái khác hoặc là ra bảo mấy ông thợ tiện ông tiện một cái bằng nhôm khác gắn vào đây, hoặc là có thể bọc cái màng co cũng được, hoặc là cứ để thế này được, chả ảnh hưởng gì cả. Cái mút này thì còn sạch đẹp này. Mút còn sạch đẹp luôn. Cây này mã C18, gốc 22, ngọn 2 ly 7, nặng 295 g. Cây này mã C18 có giá 800 nghìn. 800 nghìn.
Tiếp theo mã C19. C19 đây có cây Daiwa Powermat. Daiwa CVK này, Powermat. Cái này bản cao cấp các bác nhé. Cái này là bản cao cấp này, Spencer Grip. Pad thì Daiwa đời cao các bác nhé. Cái chỗ này là bằng inox 304 này. Đây nó ghi đây là USU 304 này. Cắm gốc. Cái này cây cắm gốc. Cần thì nó không có vết xước nào đâu các bác nhé. Cần thì không có vết xước nào luôn. Còn rất là mới đẹp. Không thấy có một vết xước nào luôn. Đây, chỗ này nó xoắn ích nhỉ. Nó có hai ngọn. Một ngọn của nó cứng 130 và một ngọn cứng 100. Đây, nó ghi 100 này, 130 này. Dài 1m6 nhé. Cái này dùng cho bác câu trên thuyền. Đấy, báng vuông này. Đấy, cái báng này gần cái báng hình chữ nhật. Nó không phải tròn nhé. Dùng cho bác câu trên thuyền. Xem video của mấy ông Tây thì mấy ông hay đứng trên thuyền câu bằng mấy cái cần ngắn ngắn như thế này. Daiwa nội địa, hàng cao cấp luôn. Cần thì không có vết xước này. Hai ngọn, gốc của nó thì 25-37. Gốc của nó chiều này 25, chiều này 37. Ngọn to là 2.7. Ngọn to là 2.7 và ngọn bé là 2.3. Cái này là đọt tháp, đọt đặc các bác nhé. Cái trên ngọn này là đặc này. Đấy, dùng cho bác đánh bạo lực. Cây này nó nặng 260g. Đấy, 260g là một đọt các bác nhé. Nó cân cả hai cái đọt này là 320g. Cắm gốc. Cây này mã C19. Có giá 1.2.000. Cây này có giá 1.2.000. Tiếp theo mã C20. C20 nếu có cây hàng của Suzumi. Cây này thì cái này nó tên là Epicon. Epicon nó giống cái cây mã C16 ấy. Nhưng cây này thì nó mềm hơn. Cây này cứng 50 dài 3m. Cứng 50 dài 3m. Spencer. Nó là hàng cao cấp của Suzumi các nhá. Spencer Multimet xoắn X nhá. Xoắn X. Xoắn X đóng gốc và lóng thứ hai nhé. Này, xoắn ích nổi gân, lóng gốc xoắn và lóng thứ hai nhé. Còn lóng ngọn là trơn. Chỗ tay cầm rút ra rút, chỗ tay cầm để rút. Cái này cứng 50 dài 3m. Cứng 50 dài 3m. Epicon. Quen pad thì pad hãng Suzumi nhé. Pad đời pad cao cấp này, đời cao rồi. Cây này thì nó đời nó cao hơn cái cây mã C16 nhé. Mặc dù nó cùng, nó cũng dạng cùng chủng loại đấy, nó cùng hãng này, này. Cùng hãng nhé. Đấy, nhưng mà nó đời nó cao hơn cái cây C16. 50 dài 3m 3 khúc, dùng cho bác câu lăng xê, câu ngâm. Cây này thông số của nó này. Dài 3m này, 3 khúc này. Thu gọn vào 1m07. Nó nặng 425g. Ngọn của nó 2.3. Gốc 26. Đấy, nó ghi đây là cứng 30 đến 80 thì nó ghi cụ thể đây là cứng 50 này.
Cái này niêm yết giá mới 14.000 yên, 14.000 yên là 2 triệu 8 à. Đấy, cây này mã C20 ấy, C20 cây này có giá 1 triệu. Cần còn rất đẹp luôn. Mã C20 ấy, C20 có giá 1 triệu ấy. Cây này đúng rồi, C20. Đấy, trên đây có 20 cây cần, bạn nào chốt nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285 để kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Trước khi kết thúc video thì em lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác. Em chào toàn thể các bác.